Sam bất ngờ nhận giải gương mặt điện ảnh triển vọng tại Ngôi Sao Xanh 2018. Vai diễn giúp Sam vinh dự nhận giải là cô họa sĩ Trúc trong Siêu Sao Siêu Ngố. Sam, tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, là hot girl đời đầu, đình đám tại Sài Thành. Năm 2018, cô ghi dấu ấn khi vào vai nữ chính trong phim Tết Siêu Sao Siêu Ngố, đóng cùng nghệ sĩ hài Trường Giang. Trước đó, Sam từng chia sẻ ở tuổi 27, cô sở hữu tài sản riêng lên tới 2 triệu USD. Những ngày đầu năm mới 2018, Sam vẫn tất bật ghi hình game show với lịch làm việc khá dày đặc. Sam cho biết, hiện cô ở nước ngoài và rất nôn nóng về lại Việt Nam để cùng gia đình chuẩn bị, sắm sửa đón Tết Nguyên đán 2019. Trong bộ ảnh vừa được tung ra, Sam diện chiếc váy xuyên thấu, gợi cảm, khoe đôi chân thon dài. Dù làm việc với cường độ khá cao, song Sam vẫn cố gắng xuất hiện thật chỉnh chu mỗi lần ra mắt khán giả. Với Sam, đây là sự chuyên nghiệp và cần phải làm. Sam tự nhận mình rất điệu, Sam luôn trang điểm, làm tóc kỹ càng mới dám bước ra ngoài. Nhưng mình là con gái mà, làm điệu một chút cũng được. Sam không muốn bản thân xuề xòa mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Sam chia sẻ. Mới đây, Sam được vinh danh ở hạng mục Gương mặt điện ảnh triển vọng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn tại lễ trao giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2018. Với Sam, đây là một vinh dự rất lớn, đánh dấu sự trưởng thành của cô sau nhiều năm miệt mài làm việc và cống hiến cho khán giả. Khi lễ trao giải Ngôi Sao Xanh diễn ra, Sam không thể tham dự vì còn ở nước ngoài. Dẫu vậy, cô vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình, khán giả vì đã luôn yêu thương, dõi theo và ủng hộ. Vai diễn giúp Sam chiến thắng ở hạng mục này là cô họa sĩ Trúc hiền lành, đáng yêu trong phim điện ảnh Siêu Sao Siêu Ngố. Bộ phim do Thanh Thúy làm nhà sản xuất, Đức Thịnh làm đạo diễn. Ở dự án này, Sam hợp tác với Trường Giang và đã gây được hiệu ứng lớn khi bộ phim ra mắt khán giả. Siêu Sao Siêu Ngố đạt doanh thu hơn 110 tỷ đồng, là một trong những phim Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử. Với vai Trúc, Sam đã học hỏi được rất nhiều điều. Trong quá trình thực hiện dự án, có một vài điều không mong muốn xảy ra, nhưng vượt trên tất cả, bộ phim vẫn hoàn thành và được khán giả đón nhận. Với người nghệ sĩ như Sam, không có niềm vui nào lớn hơn chuyện được góp mặt trong những dự án chất lượng. Sam luôn cố gắng thay đổi bản thân mình sao cho ngày một tốt hơn. Hiện tại, tuy không ở Việt Nam để tự tay cầm trên tay chiếc cúp danh giá, nhưng Sam vẫn thấy ấm lòng vì những nỗ lực, cố gắng của mình cuối cùng cũng có thành quả, cô bộc bạch. Về kế hoạch trong thời gian tới, Sam chia sẻ rằng sau khi kết thúc lịch làm việc tại nước ngoài, cô sẽ về nước để tham gia ghi hình các chương trình truyền hình do cô làm host. Tiếp đến, Sam bắt tay vào việc quay hình cho một dự án điện ảnh mà cô đang rất hồi hộp, mong chờ. Let me show you something.